Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Tổng kết chương 1. Điện tích, điện trường. 1. Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Đơn vị điện tích là Coulomb, viết tắt là C. 2. Định luật Coulomb về lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong chân không. F bằng 9 nhân 10 lũy thừa 9 nhân thương số trị tuyệt đối của Q1 nhân Q2 chia cho R bình phương. 3. Thuyết electron là thuyết căn cứ vào sự cư trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. Dựa vào thuyết electron có thể giải thích được các hiện tượng nhiễm điện do cọ sát, do tiếp xúc và do hưởng ứng, v.v. 4. Xung quanh mỗi điện tích có điện trường của điện tích đó, nó tác dụng lực lên các điện tích khác đặt trong đó. 5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không. E bằng thương số F chia Q. E điện tích điểm bằng 9 nhân 10 lũy thừa 9. Nhân thương số trị tuyệt đối của Q chia cho R bình phương. Đơn vị cường độ điện trường là vôn trên mét, viết tắt là V trên M. 6. Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vector cường độ điện trường. 7. Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường. 8. Thế năng của một điện tích điểm Q tại điểm M trong điện trường tỷ lệ thuận với Q. Công thức V đúc M bằng A M vô cực bằng V M nhân Q. 9. Điện thế tại một điểm đặc trưng cho điện trường về khả năng sinh công khi tác dụng lực lên một điện tích Q. Hệ thức giữa điện thế và công A M vô cực là V M bằng thương số A M vô cực chia Q. 10. Hiệu điện thế U M N bằng V M trừ V N bằng thương số A M N chia Q. Đơn vị điện thế và hiệu điện thế là vôn, viết tắt là V. 11. Hệ thức giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế U bằng E nhân D. 12. Điện dung của tụ điện C bằng thương số Q chia U. Đơn vị điện dung là phara, viết tắt là F. 13. Điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.